Hôm nay chúng ta hiện diện đông đủ nơi đây để cầu nguyện thăm viếng và tiễn biệt cố hải quân trung úy Trần Bá Trung, là người chồng, người cha, người ông và là chiến hữu trong đại gia đình quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và trong đại gia đình hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự ra đi quá bất ngờ của cố hải quân trung úy Trần Bá Trung đã để lại cho chúng ta niềm khôn nhớ khôn nguôi. Tất cả các bà con thân thuộc, thân bằng quyến thuộc cũng như các chiến hữu luôn luôn hướng về anh. Tôi xin thay mặt cho toàn thể quân nhân các cấp thuộc đại gia đình quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như đại gia đình hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa xin gửi lời chia buồn đến chị Trần Bá Trung và tan gia, nguyện cầu vương linh cố hải quân trung úy Trần Bá Trung sớm về cõi thiên hà. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau đây tôi xin gửi đến quý vị vài dòng về tiểu sử của cố hải quân trung úy Trần Bá Trung. Cố hải quân Trần Bá Trung tình nguyện gia nhập tài nguyên quá 20 của sĩ quan sinh viên sĩ quan hải quân Nha Trang, và do nhu cầu của thời vụ anh được gửi thu huấn tại quân trường Võ Khoa Thủ Đức qua 1 bảy mươi. Sau khi ra trường ở Thủ Đức, anh được lệnh phục vụ tại Bộ Tư lệnh vùng 4 sông Ngòi tại căn cứ hải quân Cần Thơ. Sau đó anh được chuyển về phục vụ tại căn cứ hải quân Phú Quốc với vai trò là sĩ quan ban tư. Năm 1974, anh được gửi đi tu huấn khóa 4 sĩ quan hải quân đặc biệt tại quân trường Nha Trang. Năm 1975, anh phục vụ tại hải quân biên phòng Phú Quốc với chức vụ là thuyền trưởng BCS, số tàu là 3809. Vào tháng 2 năm 1975, anh được quán chuyển trở về hải đội 2 biên phòng đóng tại Cam Ranh và làm thuyền trưởng của HU-74. Với gia cảnh của anh là một vợ và một con trai đã có gia đình với một cháu nội tên Đồng, đó là phần tóm lược về tiền sử của cố hải quân trung úy Trần Bá Trung. Kính thưa toàn thể quý vị, với tôn chỉ tổ quốc danh dự trách nhiệm, cố hải quân trung úy đã cống hiến cuộc đời trai trẻ để phục vụ quốc gia dân tộc trong quân chủng hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa của miền Nam Việt Nam. Để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt Nam, nhân danh là một chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thay mặt cho toàn thể chiến hữu các cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và đặc biệt trong đại gia đình hải quân nói riêng, cũng như thể theo ước nguyện của chính cố hải quân trung úy Trần Bá Trung cũng như niềm mơ ước của gia đình, tôi long trọng tuyên bố cố hải quân trung úy Trần Bá Trung xứng đáng được phủ lá quốc kỳ của tổ quốc Việt Nam, lá cờ vàng ba sọc đỏ, xin lá cờ thiêng của tổ quốc Việt Nam ấp ủ người con yêu Trần Bá Trung được an giấc ngàn thu, và nguyện cầu cùng hồn thiêng sông núi đón đưa người con Trần Bá Trung về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể quý vị, trước khi cử hành nghi thức phủ bi và truy điệu cho cố hải quân trung úy Trần Bá Trung, tôi xin phép toàn thể quý vị để có đôi lời với cố hải quân trung úy Trần Bá Trung. Hỡi anh Trần Bá Trung thân mến, hôm nay chúng tôi hiện diện đông đủ nơi đây gồm hiền thế của anh và các con cháu của anh, các thân bằng quyến thuộc
và chiến hữu đã từng sát cánh bên anh trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lược, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Vì vậy nước chúng ta đã phải lưu lại nơi xứ người, nhưng vẫn luôn gắn bó với nhau trong tình huynh đệ chí mình. Mấy ngày nào đây, vừa tròn đúng nửa tuần trăng, anh và các chiến hữu trong gia đình hải quân lưu đài và các thân hữu đã còn gặp nhau tay bắt mặt mừng trong lần hội ngộ kỳ tướng đầu sáu. Anh đã đảm nhận chức vụ, anh đã đảm nhận nhiệm vụ trong toán quốc quân kỳ, và đây có lẽ là một vinh dự cuối đời của anh. Và than ôi, kiếp nhân sinh đã định cho chúng ta mỗi người phận số. Anh đã ra đi trước chúng tôi, bỏ lại người vợ hiền, các con cháu thương ngoan, các bằng hữu thân quý đã từng chia ngọt sẻ bùi với anh. Xin anh hãy cầu cùng đấng tối cao ban ơn này và tăng nghị lực cho các người thân của anh, bởi vì họ đã thiếu anh. Xin hồn thiêng sông núi và qua đời cầu bầu của anh, xin sớm cứu thoát cho dân tộc Việt Nam, sớm thoát loa đài của bè lũ cầu lô bán nước thành đàn. Xin vĩnh biệt anh. Và bây giờ là nghi thức phủ kỳ và truy điệu cho cố hải quân trung úy Trần Bá Trung. Để cho nghi thức phủ kỳ và truy điệu được trang trọng, kính mời các quân nhân mặc quân phục xin dẫn đường và đi trước toàn bộ quân kỳ. Chúng ta làm hàng thành hai hàng danh dự đứng trước bàn thờ của cố đại quân chủ nghĩa Trần Bá Trung. Và bây giờ trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên nghiêm chỉnh để cử hành nghi thức phủ kỳ và tín hiệu cho cố đại quân chủ nghĩa theo lễ nghi quân cách. Con phủ kỳ tiến vào vị trí anh lễ. Mời các quân nhân mặc quân phục chúng ta đối tiếp hai hàng dọc với hai chiến hữu hải quân đang đứng sẵn trước bàn thờ của cố hải quân chúng ta. Chuẩn bị. Cái phải quay. Nghiêm. Tất cả chú ý. Nghi thức phủ kỳ bắt đầu. Thank you.
danh dự, trách nhiệm liên quân chào tay chào. Phật sau đây là phút truy điệu cố hải quân trung úy Trần Bá Trung. Liên quân chào tay chào. Phật trái phải quay. Liên quân rời vị trí hành lễ. Đàn trước bước. Chúng nước cùng nghị định số 4 hải quân trung úy Trần Bá Trung đến đây chân trước kính mời tổng thể quý vị an toàn. Kính thưa